Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay nhà mình vợ chồng mình với chú Thím Tám đi một vòng dạo phố chơi cả nhà. Đi ăn đi chị, Đi đi chơi thể thao ha. cũng lâu lắm rồi mình không có đi ra ngoài đó. Bây giờ thôi mình đi một vòng. Mình đưa mấy chú đi chơi thể thao em. Đưa đi đi chơi thể thao đi, đi chơi thể thao. Thím Chào. Tám thích ăn điểm sắm. Dạ Đi em kịp giờ điểm sắm người ta. dư Dư những hả? sắm ở trên đó là OD Ô vậy hả? OD Ok. nguyên ngày luôn. Để đến kia chú Tám nha. Dạ chú Ok. Để Tám. chú Tám chuẩn bị ha. Hôm nay trời mát Hôm nay trời ngạc nhiên ghê cả nhà, ban đêm lạnh quá trời luôn. Năm nay chắc lạnh ha. sớm dữ lắm rồi. Ê, anh Năm say, nay em sẽ thành mang ra con chắc tim anh đi. Đất mình nước phải đây vui quá. dọn dẹp cái giường, đổ bông, đổ Ta đồ mấy cái bông tăng mùa hè đó, đất rồi mình phải nhạt dọn nhòa. dẹp. Phải Hẹn dẹp nhau đi một hôm rồi. nay, xem nhau bao con tàu Tám sao hôm nay đây. sáng này vui dữ ta, hát hoài ta. Uống được ly cà phê. Đã mắc nghèo ngào cả nhà. Thôi mà áo khoác chi ăn sáng này trời. Cứ cầm theo mà cầm đi, theo nhiều xuống khi dưới ở đó trên thì nó lúc lạnh. đó Nhiều khi lên trên thôi nó mình lạnh. đi anh Năm, chị Năm À, để chuẩn bị á, để từ từ đi rồi mình sắp xếp rồi mình lên đường đi, phải không? Ok. Chuẩn bị chút xíu. Đây. Ăn tao đặt cho mấy à. con, mấy con. Ra kiếm cái điểm sắm, điểm đồ về, điểm sắm, điểm tối về ăn bữa. Tối. Điểm sắm đi. Rồi chú Nghĩa làm tài xế không? Mình đi chơi thể thao thì mình hôm nay chạy hai quê nghe chú Tâm. Nhờ đi hai quê. Chạy được không anh? Ok. Được chứ chú Tám. Tám chạy xe ngon lành. Tám mình nói gì nữa? Chạy cứng hơn trên cứng luôn. Tám chạy xe thì ngon rồi. Chị Năm mới báo xanh dạo đó. Nghĩa nói với chị Năm đâu hiểu câu đó đâu. Bán xăng dạo là mình đổ một bình xăng đầy, là mình đi riết vậy đó, là hết xăng mình đổ bình khác. Là Nghĩa hỏi chị nói, ủa bên này làm gì có vụ bán xăng dạo ta, bán ở đâu? Nó nói em đi bán. Nó nói em đi bán mà chị Năm cũng còn đang lận khận như Năm không biết. Trời ơi. Chập giải thích mới hiểu đúng không? Chập mới nói là em đổ xe đầy bình xăng em chạy vòng vòng đó. Cái nó ồ vậy hả? Nó ủa sao bên này có bán xăng dạo mình đâu thấy đâu ta? Đổ cây xăng không mà. Đó. 200 m nữa sử dụng làn đường bên phải để đi theo đoạn đường núi X đến Chicago. Wow, chú Tám đem luôn cô Việt Nam qua chỉ đường nữa chú Tám. Dạ, chỉ dùng làn đường bên phải để đi theo đoạn đường chỉ đi núi Google X Việt Nam mình đó là chắc nổi nhất đó. Nè nè, 94 nè, thấy không? Chỉ chính xác ha. Chính xác. Đây là cô này đang chỉ chú Tám mình lên đường highway để chạy đó cả nhà. Việt Nam mình gọi là siêu tốc đó. Đợt mình về lại kiếm tới nơi cưới luôn đó. Công lao lớn quá rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu là qua ra cao tốc. Ra cao tốc để nghe cổ nói gì nữa nghe. Rồi, chuẩn bị quăng tiếp. Đi tiếp 5 km nữa. Đó, đi 50 km nữa. Cũng vui, phải không? Hôm nay trời tiết đã quá. Hôm nay hên. Hôm nay trời tiết nó nóng thấy đã ghê luôn. Ấm cúng ghê thật. Vậy mình mới đi đó, chứ còn nếu không lạnh lạnh cái bận đồ nhiều quá mà đó. Bận đồ nhiều lớp quá. Sắp sửa hết rồi. Còn hôm nay mình đi chơi thể thao là cũng đúng mức đó cho em hả? Đúng luôn á em. Bữa nay là đúng luôn á. Trời đẹp. Chơi thể thao chứ nó có hai bên nha. Một bên đó là cũ ấy, là nó bán đồ, người ta bán đồ đầy đủ hết. Bán với cái giá wholesale á. Còn bên mình đi á, mình đi ăn á là bên mới, bên cũ cũng có ăn nhưng mà bên mới
ngày. 3 km nữa sử dụng làn đường bên trái để đi theo lối ra về hướng Avenue rồi. Rồi bây giờ mình tiến về Chinatown thao đi không? Đúng rồi, okay. Tiến về Chinatown. Ra đường cao tốc chạy sướng ghê không? Sướng không? 120 rồi đó. À tuyệt vời luôn. Thấy cái xe nó sướng, nó thoải mái ghê. Bây giờ mình đang trên đường cao tốc để mà mình đi tới Chinatown thao nữa các bạn. Bây giờ đây là Chinatown thao. Cách đây 2-3 ngày là Nghĩa cũng có đi qua con đường này rồi. Đó. Khi mình muốn qua Chinatown thì mình phải tới cái thành phố Chicago này trước, rồi mình mới đến Chinatown. Và bây giờ Nghĩa đang trên đường tới thành phố Chicago đó, để quay cho các bạn xem. Thành phố Chicago này về đêm rất đẹp các bạn. Những cái đường trong cái thành phố người ta làm chạy rất là sướng, rất là đẹp. Những cái con đường mà chạy đường hầm lắm nhớ, rẽ vào 18 THX. À. À, đọc vậy mình dễ hiểu. Street. À. Dặn kỹ đó. Là đường. Chạy lạc cái đó, anh đi lạc rồi. Có nói gì không? Không, rồi. Em nói. Này hay xí gạt tôi ghê. 82 xí gạt năm lắm cả nhà ơi. Biết năm mình không có biết cái gì hết, cái xí gạt năm hoài à. Rồi bây giờ coi bà nói gì nữa kìa. 500m nữa sẽ phải vào sau cơ đao street. À 500m nữa là em phải vô trong nè, rẽ phải, giữ trong cái lên phải nè. Công nhận mới chỉ chính xác đó chứ hả? Ừ, chính xác lắm, em mới dám đi chứ, nếu mà chỉ mình gạch tặc cái vụt làm sao dám. À. À. Chơi mà chỉ chạy thứ hai chủ nhật mới đúng đường thôi. Chết chết. Bên này được cái đường rộng rồi dễ lỡ lạc, tức là quay đầu cái rẹt thôi. Mình cũng gần tới rồi đó các bạn. À. Dưới này thì thành phố hơi đông đúc, nhớ không? À, nhớ mình... cái tiệm mình đang không? Nhớ, nhớ như vậy. Anh chị không biết đâu, em nhớ cái tiệm mình. À, kêu em rẽ phải đây nè. À. Rồi, bây giờ mình tới Chinatown rồi cả nhà ơi. Rồi, bây giờ đậu xe xong cái mình đi một vòng em ha. Cái đi ăn uống. Rồi. Rồi, tranh thủ đi vô kìa ơi. Các bạn biết là cái tiệm này là trong những tiệm mà ngon của Chinatown đó các bạn, điểm sắm đó. Cho nên mới vừa cách buổi sáng không mà trong này ồn, đông người ăn lắm cả nhà. Đó, các bạn thấy không? Đó. Vậy đó cả nhà. View xe cả nhà thấy cái sinh hoạt ở Chinatown là vậy đó. Đây là quán ăn điểm sắm mà thường thường tới đây là mình phải ăn những cái món này nè. Đây món chân gà đây cả nhà. Rồi cá cẩu không em? Cái đó xíu mại. À xíu mại nè. Xíu mại. Cái này là heo hay bò vậy bà xã? Đó heo, sườn heo, non. Heo sườn non. Sườn non nấu tiêu đen. À. Điểm sắm thì họ đem ra mình từng món về đó cả nhà. Rồi mình ăn hết cái nào thì họ đem cái đó ra. Rồi, mấy em tự nhiên đi. Để xin nước tương nè. Nước tương hả? Xin một cái chén. Quay đồ ăn trước. Thì... xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Cả nhà nè, đây. Các bạn thông cảm đó là tại vì ở trong cái tiệm này đó đông người ăn lắm, cho nên âm thanh nó hơi ồn. Nhưng mà đồ ăn ở đây thì rất là ngon các bạn. Rồi bây giờ mời đại gia đình cùng vào bàn rồi dùng bữa điểm sắm với anh em mình nha.
Rồi em tự nhiên nha. Rồi mời hết cả nhà nha các bạn. Chú Tám nè. Rồi mời hết cả nhà nha. Đây là cái món này là cái khu phố của Chinatown. Món này là mình qua Chicago mình nghe nói là nổi tiếng ở Chinatown, là có điểm sắm của khu phố người Tàu đó các bạn. Nãy mình xem để mà thưởng thức cái món ăn, biết được cái hương vị của người Tàu người ta làm cái món này nó ngon như thế nào. Ngon cả nhà ơi, ngon. Xin mời. Dạ mời chị, mời anh Tâm. Xin mời, xin mời. Rồi anh đi ăn tự nhiên đi. Món này gọi là trứng gà. Trứng gà đó các bạn. Trứng gà này, trứng gà cũng nghiệp. Thôi đủ ăn ra nữa kìa. Khắp à. What we call this one? It's Shanghai Tamlin. Shanghai Tamlin. Yes. What they have inside? Shrimp. It's pork. Pork. But the chef can do it. Have some sauce. Uh huh. Okay, I will try it. The soup. Okay. Thank you. Thank you. This is taro cake. Taro cake. Yeah, rất là bánh khoai môn chiên. Cái này khoai môn chiên cả nhà. Thank you. Đó. Hôm nay kêu đồ ăn nhiều nè. Quá tuyệt luôn. Nó bụng nên kêu nhiều á. Hết không có cay. Hết không có cay. Wow. Chú Tám ăn thấy ngon miệng quá. Thích thú. Nó hương vị đó, nó làm đậm đà đó các bạn. Dễ ăn phải không em? Ăn món Tàu thì nó giống giống với hương vị Việt Nam mình, ăn nó đậm đà các bạn. Hôm nay chị Năm ăn con miệng không? Chị Năm cho em miệng xin rồi. Quá ngon. Wow. This Japanese tofu, shrimp and pork. Oh, this is Japanese tofu? Yes. Cái này and là this is barbecue. This one is barbecue. Cái này là giống như là bánh bao của Việt Nam nè. Đồ cái này của người Nhật á các bạn. À, cái này món này. This one is ice cream. Look good. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. It's clam. Clam. Stuff. Okay. Stuff some shrimp and pork inside and some. Right. Yeah. Cool. Look like they have some noodle underneath, right? Yes. Okay. That's it. That's it. We have two. Cái này á các bạn vừa làm bún tàu nè, clam mới gọi là con sò con ốc á các bạn. Rồi thịt xay nè. Hết rồi. Món đó nhiệt thấy sao? Ngon quá anh ơi. Ngon lắm luôn á. Vậy hả? Ăn đi chồng. Dễ thử món đó kìa. Tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời đây. Nói chung thì mình cũng đi ăn nhiều tiệm điểm sắm lắm, nhưng mà mình thích cái tiệm điểm sắm này hơn. Mình mỗi lần đi là ghé ra đây ăn. Rồi bây giờ ăn xong là mình lên đường phải không? Còn ít này mình phải bỏ vô hộp mình đem về nhà mình ăn tiếp. À. Dạ, chứ không có thể bỏ được cả nhà. Cái này rất là ngon, mình đi rất là xa để ăn. Mà đem về chưa chưa đói ăn tiếp. Dạ pass. Hey. Ok, vậy là xong xuôi rồi phải không bà xã? Rồi, bây giờ mình đi qua dạo bên khu phố Chinatown đi. Ok. Mở cửa. Buổi sáng nay mình đi Chinatown thì mình đưa chú Kim Tám đi ăn sáng điểm sắm. Rồi bây giờ thì mình có thời gian nữa mình sẽ đi qua Chinatown để mình đứng bên kia nữa để coi mình có mua được cái gì không, mình đi một chút. Rồi cái video này thì nó hơi bị dài cả nhà, thành ra bây giờ thôi mình xin tạm ngừng ở đây ha.
rồi mình sẽ gặp lại cái next video. Chào cả nhà. Dạ. Cả nhà nha, hạnh phúc lắm các bạn ơi. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn video ngày mai cả nhà. Dạ, hẹn lại. Bye.